video tiếp tục cuối cùng của sản phẩm Dell Inspiron 3505, dòng sản phẩm có CPU Ryzen đời mới, sản phẩm thay cho phiên bản 3501 của chip Intel. Dòng này giá thành tốt hơn, hình thức thì giống như này. Đây, sở hữu là màn hình 1576 Full HD nhé, chip Ryzen 5 RAM 8GB của cứng LD256 và Windows 10 bản quyền. Quan trọng nhất đó là số Servitech B3FQRF3, máy mới 100% nhập Mỹ đó. Đây là điểm khác biệt đối với những máy ngoài thị trường, máy hàng châu Á. Trong mùa dịch cũng hỗ trợ khách hàng với cái nhu cầu học tập làm việc online, và cái này giao cho một khách hàng ở Hoàng Mai. Đó. Thiết kế thì màn hình 15.6 inch, 1.8 kg, màn hình mỏng, trọng lượng là khá là nhẹ so với phân khúc 15.6 inch, còn với hai cái chip từ CPU từ Ryzen đó đặt trước. Sau có kết nối luôn. Giới thiệu chút kết nối của sản phẩm. Cánh phải của máy gồm có một cái khe cắm khóa, một cổng USB gắn thẻ nhớ SD. Bên còn lại có hai cổng USB nữa, có cổng LAN, sản phẩm có cổng LAN luôn và cổng HDMI xuyên nhảy một nguồn. Ok. Điều từ văn điển về đây cho